Anh mua xe của bạn anh tin tưởng lắm, xe nguồn gốc, biết rõ luôn bạn anh nó đi như thế nào anh đều nắm rõ, và đây là kết quả anh em ạ. Thật sự cũng rất đáng buồn. Anh em nhìn xem mà sàn xe nó là cái gì. Đấy, đi xe cứ thấy có mùi hôi với thỉnh thoảng cứ báo lỗi vặt. Đây, sau khi mà lột cái sàn lên thì đây là những gì đập vào mắt chúng ta. Còn đây là cái phần lót nỉ dưới cùng của sàn. Anh em có hiểu chuyện gì với chiếc xe này không ạ? Thật sự là rất đáng tiếc luôn. Toàn bộ khu vực trên này bây giờ mình mới bắt đầu đang dỡ ra. Nó đã ướt ẩm hôi vào tất cả đến đây luôn anh em. Nhìn thật sự là sót. Mà đây là một chiếc xe gầm cao nha anh em. Đấy. Còn trong này thì nó phải nói là một binh đoàn dán luôn. Không hiểu sao nó lại nhiều dán thế. Kín mít luôn. Dán túi bụi. Anh em nhìn những hình ảnh này có thấy sót không ạ? Đây, khi mà giặt cái sàn thì đây, anh em nhìn thấy đây là cái nước mà thu được. Đấy, bên mình có cái máy giặt sàn nỉ này, chuyên trị nỉ rất tốt nhá. Anh em có nhu cầu gì về spa ghé mình nhá.